và đem lên làm món bún nước lèo. Thì như các bạn đã biết thì món bún nước lèo là cái món ăn đặc sản của Sóc Trăng mình. Và bây giờ thì xin mời các bạn đi theo chị của mình. Ba màng cái tay lưới 5 phân mình đã dăng xong các bạn, và đây là cái tay lưới thứ hai, tay lưới 8 phân. 8 phân thì nó sẽ dính cá bự hơn. Thank you.
phân và 8 phân của mình đã gian xong. Thì sau khoảng 1 giờ sau thì mình sẽ đi thăm các bạn. Thì trong khi chờ đợi cá dính lưới các bạn, thì mình gần hoàn thành xong cái lò. Hoàn thành xong cái lò và chút xíu mình sẽ nấu nướng tại đây luôn. Vừa luôn các bạn, quá vừa luôn. Bây sắp đi làm cái lò xong rồi thì bây giờ tới giờ đi thăm lưới, mình đi thăm lưới sức khỏe. Kèm theo đó là một con cá lau kiến. Thank you.
sau vài giờ mình gian mình thả lưới các bạn, thì mình được bao nhiêu cá nè, được 2-3 con cá phi, rồi 2 con cá sặc gần, rồi 1 con cá rô, rồi cua, rồi ốc, rồi cá sặc. Thì bây giờ không có cá lóc để nấu bún nước lèo rồi, thì bây giờ mình sẽ chọn 2 con cá phi và 1 con cá rô để mình làm bún nước lèo các bạn. Rồi bây giờ công việc tiếp theo thì mình sẽ đi tìm một số cái nguyên liệu để mình nấu bún nước lèo. Xin mời các bạn cùng theo chân của mình đi nha.
sau vài giờ mình bắt cá rồi tìm các cái nguyên liệu để nấu bún nước lèo thì hiện tại mình đã hoàn thành xong cái nồi bún nước lèo rồi các bạn. Thì bây giờ thì mời các bạn cùng mình thưởng thức món này nha. Và coi như video giăng lưới bắt cá và làm bún nước lèo thì đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video sau. Xin chào các bạn. Thank you.